Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về đồng Cardano đi Thì ở trên Youtube đó, cho Hutchinson cũng đã đưa ra một cái cập nhật liên quan đến Cardano Thì có hai điều được nói đến mà nhiều bài báo cũng chia sẻ Cho nên tôi muốn dành một thời gian để mà nói với các bạn về hai điều này Thứ nhất đó là cho Hutchinson nói là hiện bây giờ đó ông ta thấy được là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp có hứng thú muốn làm việc và sử dụng mạng lưới của Cardano thì bao nhiêu và những thông tin rõ ràng chúng ta vẫn không có biết được chúng ta chỉ biết là gần đây đó thật sự là đã có nhiều quỹ đầu tư họ quan tâm hơn liên quan tới Cardano chúng ta cũng đã nhớ là gần đây chúng ta nghe nói những cái thông tin như là tôi nhớ là liên quan đến quỹ đầu tư của công ty Grayscale cũng có đầu tư vào Cardano chúng ta cũng thấy một số đợt có nhiều những cái quy đầu tư lớn cũng đã bắt đầu đi đến Cardano và cũng có nhiều bài viết liên quan tới là những công ty cũng đang chú tâm và bắt đầu là quan sát và theo dõi Cardano đồng ada và một điều nữa được nói đến liên quan đến cái buổi livestream này liên quan tới cái video này trên youtube đó, đó chính là cái cập nhật liên quan đến bước kế tiếp của Cardano thì như bạn cũng đã biết là Cardano đã bắt đầu có mạng lưới thử nghiệm Alonzo ngày 27 tây tháng 5 thì ngày 11 tháng 6 đó thì IOSK công ty mà phát triển Cardano đã nói là bây giờ đã có thể thử nghiệm những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới Cardano rồi nhưng mà cho đến khi nào chúng ta mới thực sự thấy Cardano có hợp đồng thông minh và bắt đầu chúng ta thấy được là những cái ứng dụng như là DeFi chạy trong lưới Cardano thì uh, hè năm nay đó là cái sự hứa hẹn tại tháng 8 năm nay cuối cùng chờ đợi bao nhiêu năm ba năm qua thì cuối cùng là năm nay chúng ta cũng có thể đã thấy được thực hư của mạng lưới Cardano như thế nào hè năm nay chúng ta có những cái cập nhật lớn các bạn cũng đã biết là cập nhật kế tiếp của uh, Ethereum sẽ là cập nhật London ha sẽ xảy ra vào thường nhớ là cái uh, đợt À, mới đây thì bây giờ chuẩn đoán là 4 tây tháng 8 có nghĩa là các bạn thấy là không có tới 4 tuần nữa thì sẽ có cái cập nhật đó và bây giờ Cardano thì nói là vẫn tiếp tục chờ đợi là tháng 8 năm nay sẽ có những cái hợp đồng thông minh và những cái ứng dụng phi tập trung chạy trong lưới Cardano chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi một thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là thông tin liên quan đến ngân hàng BOP Bank of America thì nhiều bạn có thể biết đây là một ngân hàng đó rất thường xuyên chống đối với tiền crypto này trước đây đó thật ra mà nói rất nhiều những ngân hàng chống đối như là chúng ta nói tới ngân hàng JP Morgan cũng chống đối Morgan Stanley cũng chống đối rất nhiều nhưng mà trong năm 2020 cho đến bây giờ đó thì hầu như đã thay đổi 180 độ nhiều ngân hàng bây giờ đó đã cực kỳ ủng hộ thậm chí họ đã đầu tư thu mua Bitcoin, thu mua Ethereum hay là cung cấp dịch vụ để mà lưu trữ hay là cho cái thằng của họ đi thu mua giao dịch crypto trong đó chúng ta có những ngân hàng lớn như là chúng ta có những ngân hàng như là JP Morgan hay là Morgan Stanley Nhưng mà Bank of America thì cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy đồng tỉnh gì Đây là một những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ Và trong nhiều quốc gia Thì các bạn thấy được là dựa theo Bloomberg đó, Thì ngân hàng Bank of America Một trong những ngân hàng chống đối crypto đang âm thầm Gây dựng một bộ phận cung cấp dịch vụ crypto Cho nên chúng ta mới nói là Đừng nghe những gì họ nói Hãy nhìn những gì họ làm và một trong những cái đợt uh, chích dẫn đó đây là một cái uh, thông báo nội bộ của ADA của ngân hàng Bank of America Cho nên nhiều người mới biết là tại sao mà nhiều người cho là ngân hàng Bank of America Họ đang âm thầm để mà gây dựng một cái uh, đơn vị crypto Đó chính là một cái uh, thông báo nội bộ Đấy là crypto và tài sản kỹ thuật số là một trong những hệ sinh thái công nghệ mới phát triển nhanh nhất Chúng tôi như là ngân hàng Bank of America đó đang ở vị trí đặc biệt để cung cấp khả năng lãnh đạo vì có tư duy nghiên cứu sâu về nền tảng thanh toán toàn cầu và có chuyên môn về blockchain. Đây là cái tài liệu mới nhất liên quan đến ngân hàng Bank America mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Lại thêm một ngân hàng nữa à, đã cuối cùng cũng phải chấp nhận thị trường này. Đương nhiên họ không phải là một nghe nào đó thức dậy lại cảm thấy là Bitcoin quá tốt. Hệ thống mở quá tốt, blockchain quá vi diệu Không phải như vậy, họ thức dậy, họ nhìn thấy những cái đối thủ của họ Những ngân hàng khác bây giờ đã bắt đầu có nhiệt vụ, đã tiến sâu vào thị trường crypto kiếm được lợi nhuận họ cũng muốn có những lợi nhuận đó cho dù là những người à, lãnh đạo ngân hàng Bank of America không muốn những cổ đông của họ cũng muốn lợi nhuận cho nên các bạn thấy được là cuối cùng chúng ta lại thấy nhiều ngân hàng đồng lượt đi vào thị trường crypto này tại vì họ không muốn cổ đông của họ cũng muốn cho nên không có nào khác là phải đi vào thị trường này mà thôi một trong những cái tài liệu khác mà nhiều bạn cũng hỏi thường nó chính là một thông tin mà thực ra rồi cái đây vài ngày là thông tin liên quan đến nước Đức thì à, có một cái luật đã được thông qua ở nước Đức gọi là Germany Fund Allocation thì cái luật này đó đã, đã có hiệu lực vào cái ngày là ngày 1 tây tháng 7 và cái luật này đó sẽ cho phép những cái quỹ đầu tư đầu tư lên tới 20% vào trong thị trường crypto này và nếu như mà những quỹ đầu tư này để chứng đó là khoảng 4.000 quỹ là thuộc cho cái nhóm gọi là cái nhóm đặc biệt rồi là những quỹ đầu tư special fund thì nếu như mà những quỹ đầu tư này đó cùng nhau đầu tư 20% như là được luật pháp cho phép vào trong thị trường crypto này đó thì có thể là lên đến con số là 350 tỷ euro, có nghĩa là 415 tỷ đô la. Đây là cái thông tin mà nhiều người cho là rất là lạc quan tại vì Đức Đức là một những nước mà ở châu Âu cho thấy được là rất mở tay chào đón thị trường này. Và thậm chí Coinbase là công ty crypto đầu tiên mà có được cái bàn hoạt động lưu trữ tiền kỹ thuật số ở nước Đức. Đây là thông tin đến từ nước Đức. Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói đến thông tin liên quan tới nước Malta đi. Thì Crypto.com, một lần nữa chúng ta đã nghe nói tới công ty Crypto.com. Chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua khi mà Crypto.com nó có cái sự hợp tác với lại GFC đó, cái nơi mà tổ chức đánh vô đài đó Thì hôm nay chúng ta lại nghe thêm thông tin tới từ công ty Crypto.com Là bây giờ đó, đây là công ty đầu tiên mà có thể nhận được cái bằng hiểu đơn giản Đây là cái bằng giao dịch tiền điện tử ở nước Malta Đây là cái bằng đầu tiên của công ty đầu tiên nhận được trong thị trường tiền số này Và cái bằng này đó sẽ cho phép Crypto.com có thể là đưa ra những cái thẻ như là cái thẻ ngân hàng thẻ tín dụng cho những khách hàng ở trên cái đảo Malta này và nói tới quốc gia đó thì chúng ta cũng nghe nói tới những cái tin đồn liên quan tới Mexico thì chúng ta thấy được là có một cái nghị sĩ của Mexico nói là trong cái cuộc hội nghị Thailand thì trong cuộc hội nghị này đó sẽ có một cái dự luật liên quan tới bitcoin sẽ được đề xuất ở mexico thì bây giờ nhiều người vẫn đang chờ đợi xem coi là cái dự luật này đã có những gì trong đó thực ra chúng ta chưa có thấy rõ chỉ biết được là cái nghị sĩ này đó nói là nếu như mà nước el salvador có thể là sử dụng bitcoin thì không có lý do gì mà Mexico không sử dụng Bitcoin hết tại vì trên căn bản đó cái số lượng người mà không thể tiếp cận được với ngân hàng ở Mexico thì cũng tương đương như là cái số lượng người ở El Salvador thì bây giờ các bạn thấy được là sau khi mà nước El Salvador tuy là một nước nhỏ đã công nhận Bitcoin là tiền của quốc gia thì nhiều bạn mới đầu đó cho là đây là thông tin là không có lớn lắm tại vì El Salvador là một nước rất là nhỏ thì một nước cũng là nghèo nhưng mà các bạn thấy được là sau đó thì chúng ta thấy được là cái sự sụp đổ đã bắt đầu đến từ những cái domino thì sau đó các bạn thấy là cái hiệu ứng domino đã bắt đầu chúng ta nghe nói tới argentina mexico guatemala vân vân nhiều nước tương tự nhưng mà lớn hơn El Salvador từ từ cũng muốn thử nghiệm nhất là bây giờ mọi người đều nhìn vào El Salvador xem coi là thi hành sử dụng Bitcoin thì có được những cái lợi ích nào quốc gia có thật sự là tối hơn hay là không có thể thu hút được nhiều những công ty liên quan tới đào Bitcoin hay là có thu hút được những công ty crypto đến El Salvador cung cấp tiền cung cấp công việc cung cấp thuế vân vân cho quốc gia đó hay là không đây là một trong những điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng mà nhiều quốc gia đang nhìn vào Salvador và có thể là một quốc gia như là nước Mexico sẽ không công nhận Bitcoin là tiền của quốc gia nhưng mà ngược lại họ cũng có thể là có những cái lực tốt liên quan đến tiền crypto này để cho thu hút thêm những công ty đến cung cấp thuế cung cấp công an việc làm cho quốc gia của họ nhưng mà không phải quốc gia nào cũng chào đón crypto các bạn được chúng ta đã nhận được thông tin đến từ nước nga thì thật ra bây giờ đó những quốc gia mà có thể nói là có tầm cỡ đó thì có ba quốc gia lúc nào à, cũng có những cái sự khó hiểu liên quan đến crypto này thứ nhất đó chính là nước trung quốc thứ nhì đó chính là nước ấn độ và thứ ba đó chính là nước nga nước nga nó thì giống như nước ấn độ hơn có lúc thích có lúc không thích nhưng mà như thường đã chia sẻ với các bạn đó trong video ngày hôm qua nước ấn độ cuối cùng thì nói là sẽ ra luật để mà quản lý chúng ta cũng đã biết từ lâu rồi tại vì nếu như mà muốn cấm thì ra mà nói là tới bây giờ như quốc gia nào muốn cấm họ đã cấm rồi như quốc gia mà cứ nói là có thể cấm họ sẽ không có cấm tại vì nếu muốn cấm đã cấm lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ Cái mà họ muốn là làm sự quản lý thu được thuế và có được lợi cho quốc gia của họ thì bây giờ nước nga nói là không cấm thì số có lúc nó cấm nó nó không nhưng mà bây giờ nói là không cấm thì được số nhưng mà sẽ có một cái dự lực có thể được chia sẻ nói là ở nước gia nga đó thì uh, tiền kỹ thuật số có thể là bị tịch thu nhưng mà vấn đề này rất là khó các bạn thấy được là ngoại trừ các bạn lưu trữ đồng bitcoin premium các bạn và những tiền kỹ thuật số ở trong một cái sàn một cái ngân hàng ở nước nga mà thôi thì đương nhiên là chính phủ có thể gửi giấy tờ đến ngân hàng đó để mà đóng băng tài khoản các bạn không cho các bạn rút về giống như các bạn để uh, tiền trên sàn mà thôi nhưng mà nếu như các bạn uh, có tiền kỹ thuật số cho ví cá nhân thì làm sao mà nhà nước tịch thu được Tôi nghĩ đây là một điều mà sẽ rất khó mà thi hành Nhưng mà đây là thông tin liên quan đến nước Nga mà cũng được nhiều người chia sẻ Tôi muốn nói với các bạn Về cái phương diện lý thuyết thì nghe có vẻ là hay Nhưng mà về phương diện thực hành thì hoàn toàn không thể đối với tiền kỹ thuật số Và các bạn thấy được là hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin Và những cái thông tin nó không đi theo một cái chủ đề nhưng mà thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin này để các bạn có thể nắm được một cách nhìn tổng quát nhất là cho những bạn nào mà không có thời gian để mà theo dõi đọc nhiều bài viết hàng ngày thường muốn tóm tắt lại cho một cái video cho các bạn nắm được tình hình chung của thị trường và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong video này và dành những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thường capital chúng ta có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay nhận được bonus lên tới 200 đô khi mà tham gia vào sàn Bybit hay là tham gia vào sàn EMT và đặc biệt sàn Bybit và EMT thì bây giờ có rút tín hiệu trade miễn phí đây là cái sự hợp tác giữa kênh Thuận Capital và anh review. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm nữa thì bấm vào clip bên dưới để tìm hiểu. Hay là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin hay là sàn Coinbase. Ứng ừ dụng Blockfi. Đây là ứng dụng lending có lãi. Các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà tham gia vào lending Blockfi. Rồi tin kỹ thuật số như là hàng tháng và đương nhiên crypto hoàn. Đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.